Em về Tinh Khôi qua phần biểu diễn của Tùng Lâm và ban nhạc Guitar Vi Lộc. Lời tiên cho phép Tùng Lâm xin gửi tới lời chào trân trọng tất tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại phố đi bộ tối ngày hôm nay, và chúng ta lại gặp nhau ở phố đi bộ vào thứ sáu thứ bảy hàng tuần. Và để không phải để Tùng Lâm tuần nào cũng xuất hiện đây, nhưng xuất hiện đây thì Tùng Lâm muốn gửi gắm tất cả mọi thứ, tình cảm sâu sắc nhất vào bài hát gửi tới tất cả các mọi người đang có mặt tại không gian của phố đi bộ. Một ca khúc mang tựa đề Em Về Tinh Khôi, xin mời lắng nghe. Đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thương.